Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Vấn đề di dân và đặc biệt di dân bất hợp pháp sẽ là đề tài tiếp tục gây nhức nhối cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden, nhất là khi ngày hôm qua, hình ảnh máy quay camera trên xe của lực lượng tuần tra biên giới quay lại được cảnh một đứa bé đang đi trên đường gần biên giới sa mạc. Và đây là hình ảnh đứa bé này. Bị bọn buôn lậu người bỏ rơi và lẽ đương nhiên phụ huynh của em bỏ rơi. Chủ đích của họ là như thế. Bởi vì họ bọn buôn người và kể cả phụ huynh biết chắc 100% bỏ rơi đứa bé này trên đường đó, rồi lực lượng tuần tra biên giới cũng sẽ bắt được em và đưa em vào cái nơi trốn an toàn. Và điều đó lẽ đương nhiên, thưa quý vị, mà họ khi mà họ đến thì đứa bé nói rằng ông giúp tôi bị bỏ rơi trên đường này. Lẽ đương nhiên đứa bé cũng đã được dạy huấn luyện để trả lời những gì mà em biết, bao gồm kể cả bố mẹ rồi em đến từ đâu. Thì đây là một thí dụ điển hình để cho thấy cái tình trạng di dân đầy khó khăn trong thời gian sắp tới mà cơ quan tuần tra biên giới tiên đoán là từ bây giờ đến mùa hè này cái số lượng người tìm cách vào Mỹ nó lên tới 800.000 di dân bất hợp pháp. 800.000 người, bởi vì họ nói tính trung bình trong thời gian qua đó đã có tới 172.000 người rồi, riêng trong tháng 3 mà thôi. Là 172.000 người. Trong số này có bao nhiêu người bị trục xuất, thưa quý vị? Chỉ có 103.900 người bị trục xuất mà thôi. Thế thì cái số còn lại 60-70.000 người thì như thế nào? Họ đã được nhận vào. Bởi vì sao? Đa phần, theo bản tin ghi nhận, có 3 và 4 quốc gia ở vùng biên giới với Mỹ đó là Guatemala, Honduras và El Salvador, là 3 quốc gia hiện nay có cái tình trạng ma túy bạo động và nghèo nhất của vùng Trung Mỹ. Người ta không thấy những người đến từ Brazil hoặc là những Chile, thậm chí Venezuela cũng nghèo khó như thế. Nhưng mà một phần cũng vì cái sự tự giác, hoặc là họ thà là họ đi từ Venezuela sang Colombia để tìm kiếm công ăn việc làm. Chứ họ thấy là cái tình trạng mà đi sang được đường biên giới Mexico, thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai cũng phải có tiền cho cái bọn buôn lậu người. Nhưng mà riêng với những người ở Guatemala thì họ thí mạng cùi luôn. Và đa phần đều đưa mấy đứa nhỏ đến. Thưa quý vị, và cái số trẻ em hiện nay đang được đưa vào Mỹ riêng trong tháng 3 lên tới gần 19.000 em. Mà quý vị để ý đó là cái chính sách nhân đạo của Hoa Kỳ đó không trục xuất trẻ em. Riêng trong tháng 3 họ nhận 19.000 em vào, và ngay bây giờ San Diego, Arizona và mới đây nhất thành phố Long Beach cũng phải tìm kiếm những cái building mà bỏ trống đó để tìm cách đưa các em từ San Diego đến Long Beach để giúp cho các em ở đây. Và dần dần đó, chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều các thành phố ở California, Anaheim, Santa Ana, vân vân, những thành phố lớn mà có những cái building mà do ảnh hưởng của đại dịch đó bỏ trống không được sử dụng, sẽ được sử dụng vào cái việc mà hỗ trợ cho các em ở đây. Sẽ gây tốn kém thêm cho chính phủ liên bang, và cái chuyện tốn kém này sẽ do người thọ thuế đóng vào. Tuy nhiên một phần những em này sẽ được hỗ trợ để các em có thể bắt đầu đáp ứng được với cái hoàn cảnh sống mới. Riêng với những người mà vì giấy tờ, thứ nhất là những người thanh niên chắc chắn là khó vào lắm. Những người già
những người mà không có trẻ em vào. Trong số cả 19.000 người này đó là trẻ em không có bố mẹ đi kèm. Còn những trẻ em có bố mẹ đi kèm, nếu thực sự hồ sơ của họ được chứng minh là họ rời bỏ vì vấn đề bạo động ở quốc gia của họ đó, cũng sẽ được nhận vào. Đó là lý do tại sao trong số 100 mấy chục ngàn người vào Mỹ mà chỉ có 109.000 người là bị trục xuất mà thôi. Đa phần những người này có thể là những hồ sơ tội phạm, kể cả thanh niên, sức khỏe, trai tráng thì không có được nhận vào. Đây sẽ là vấn đề chính mà trong thời gian tới ông Biden cũng sẽ phải mở các cuộc họp báo để tường trình về cái nỗ lực của chính phủ như thế nào. Thậm chí người ta nói rằng trong cái thời mà của ông Biden đó, trong vòng tháng 1, tháng 2, tháng 3 vừa qua đó, cái số người bị trục xuất về nước là nhiều hơn dưới thời của cả ông Trump nữa. Ông Trump trục xuất đã nhiều rồi nhưng mà thời của ông Biden còn nhiều hơn. Ngược lại đó thì cái số người tìm cách vào Mỹ nó nhiều hơn gấp bội so với thời của ông Trump. Bởi vì chúng ta thấy cái vào thời gian cuối trước khi mà diễn ra các cuộc bầu cử đó, số người giảm thiểu nhiều. Chúng ta không còn nghe thấy những cái caravan nữa, bởi vì rõ ràng là chính phủ của Tổng thống Trump trục xuất hết. Không những trục xuất nữa, mà quý vị muốn xin tị nạn hả? Chờ bên kia đường biên giới của Mexico. Riêng với chính phủ Biden thì bỏ những cái chính sách dưới thời của ông Trump, cho nên càng tạo nên cái làn sóng di dân này vào Mỹ càng ngày càng nhiều. Vâng, thưa quý vị, vào hôm thứ Ba tuần này, ngày 6 Tây đó, thì ở Chicago đã xảy ra một cái chuyện, đó là vì hai cái xe, cái vấn đề nó gọi là road rage, thưa quý vị, là tức giận mà khi lái xe với nhau mà họ nổ súng và vô tình bắn vào đầu của một đứa nhỏ mới có 21 tháng. Thì cảnh sát vào sáng ngày hôm nay cho thấy sau 24 giờ các cuộc bắt đầu nối lại đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, chính phủ Joe Biden đang chuẩn bị tháo bỏ những cái rào cản, bao gồm những lệnh cấm vận mà Tổng thống Trump đã từng áp đặt. Tổng thống Trump rút ra khỏi hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Iran dưới thời ông Obama năm 2015. Mà khi rút ra khỏi hiệp ước như vậy đó, Tổng thống Trump lại áp đặt lên những cái lệnh cấm vận mới nhắm vào Iran. Và cái điều đó để cho thấy rằng bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đã thuận theo cái áp lực từ phía Do Thái đề nghị. Cho nên cái quan hệ mật thiết giữa Tòa Bạch Ốc với Do Thái dưới thời ông Trump nó rất là mặn mà. Nhưng mà sang tới thời Biden, những cái chính sách này hoàn toàn thay đổi. Và dự trù vào ngày hôm nay, chính phủ Hoa Kỳ sẽ thông báo họ sẽ trả lại, có nghĩa là tháo bỏ những cái lệnh cấm vận dưới thời ông Trump. Những gì mà không liên can tới cái hiệp ước về nguyên tử dưới thời Obama đã ký được với Iran. Đó cũng là cái đòi hỏi của phía Iran đầu tiên. Iran nói bây giờ nếu mà các anh muốn trở lại với vấn đề đàm phán đó, thì chúng ta trở lại cái thời gian đầu giữa Iran và Hoa Kỳ dưới thời ông Obama, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói đến. Và vì vậy Hoa Kỳ đã sẵn lòng nhường một bước để có thể tiến tới trở lại với cái thỏa ước giữa Iran và Hoa Kỳ. Chúng tôi mời quý vị trở lại với Little Sài Gòn TV lúc 5 giờ chiều nay theo dõi bản tin tức. Tuy nhiên ngay bây giờ giữ nguyên làn sóng này để theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.